Thưa quý vị, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đảng và đảng viên, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của đảng. Nhận thức rõ vấn đề này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức đảng thuộc đảng bộ thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Các khó khăn vướng mắc từ thực tế đã từng bước tháo gỡ để tạo chuyển biến rõ nét, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đây là lễ kết nạp đảng viên mới đặc biệt được Quận ủy Liên Chiểu tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện đảng ta. Trong số 7 đoàn viên ưu tú được Quận ủy Liên Chiểu kết nạp đợt này, có 2 đoàn viên vừa mới bước qua tuổi 18. Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các em là niềm tự hào, vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đầy trách nhiệm trong chặng đường phía trước. Để thể hiện niềm vinh dự và tự hào đó thì con sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân để cống hiến cho đất nước. Từ tới ngày hôm nay thì bước vào ngày đầu tiên mà cháu bước vào cái đảng thì tôi thấy rất là vinh dự, là bậc là cha là mẹ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp công nhận chính thức 1.850 đảng viên mới. Việc theo dõi quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tạo nguồn phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, cuối tháng 2 vừa qua, Hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo đã được Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Nhiều giải pháp bám sát thực tế đã được nêu ra. Từ sau hội nghị chuyên đề đó, các đơn vị địa phương cũng đã nhanh chóng triển khai theo điều kiện thực tế của mình. Sau khi Thành ủy và Quận ủy tổ chức những cái hội nghị chuyên đề như thế, thì chúng tôi nhận định rằng là cái ý chí, cái tinh thần quyết liệt của các cái tổ chức cơ sở đảng từ quận đến cơ sở là rất quyết liệt, tổ chức nhiều các cái biện pháp để thực hiện cái việc là phát triển đảng trong tình hiện nay. Chúng tôi cũng đặt ra cái chỉ tiêu đối với cơ sở, đó là phải phát triển ít nhất là từ 3,5% trở lên, và đồng thời mỗi năm phải tạo cái nguồn là từ 1,5 đến 2 lần số lượng phát triển đảng viên của năm trước để tạo nguồn cho cái năm sau. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mọi công việc của đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết của đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Phát triển đảng viên mới, đảm bảo về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ quan trọng hiện nay với các tổ chức đảng, qua đó không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.